Suzuki XL7 được định vị trong phân khúc MPV 7 chỗ đa dụng, hướng đến nhóm khách hàng mua xe phục vụ gia đình. Xe được giới thiệu vào 2020 như bản nâng cấp của Eriga và ngay lập tức trở thành phương tiện bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam. Hiện tại, một chiếc Suzuki XL7 sản xuất năm 2021 đang được giao bán trên thị trường xe cũ với giá 488 triệu. Đây là mức giá chỉ ngang ngửa một chiếc sedan cỡ Beto Zotavios, giá từ 458 đến 545 triệu. Theo thông tin từ người bán, xe có ngoại thất màu xanh rêu, nội thất phối hai tông màu đen kem. Số lăn bánh trên phương tiện ở mức 45.000 km. Được biết, ở thời điểm đập hộp, xe có giá niêm yết là 589 triệu. Tuy nhiên, sau khi tính thêm chi phí lăn bánh, người dùng cần bỏ ra số tiền khoảng 680 triệu. Như vậy, sau 3 năm sử dụng, người bán chấp nhận mức khấu hao gần 200 triệu. Tuy nhiên, đối với những ai đang tìm kiếm một chiếc MPV 7 chỗ thực dụng với mức giá rẻ thì đây là một lựa chọn đáng để cân nhắc. Suzuki XL7 2021, mẫu SUV cỡ chung của Suzuki, tiếp tục thu hút khách hàng nhờ thiết kế ngoại thất mạnh mẽ và đầy ấn tượng. Với kích thước tổng thể là 4.450mm chiều dài, 1.775mm chiều rộng và 1.710mm chiều cao, cùng chiều dài cơ sở đạt 2.740mm, XL7 rộng rãi và thoải mái cho cả hành khách và hành lý. Phần đầu xe ấn tượng với lưới tản nhiệt màu đen chắc chắn, được nâng tầm bởi hai thanh chrome nối liền với dải đèn LED chạy ban ngày, tạo nên vẻ ngoài cuốn hút. Đèn pha của xe là loại LED phản quang. Phía sau xe mới được trang bị đèn hậu hình chữ L, sử dụng công nghệ đèn LED hiện đại. Cản sau được sơn màu bạc và đen, trong khi hốc đèn phản quang được thiết kế theo chiều dọc. Ngoài ra, XL7 2021 còn được trang bị các tiện ích ngoại thất khác, như đèn sương mù tích hợp trên ốp hình thang màu đen, mâm xe hợp kim 16 in gương chiếu hậu có thể gập, và chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ LED, cùng với thanh giá nóc tăng thêm tiện ích cho người dùng. Suzuki XL7 2021 sở hữu nội thất đậm chất thể thao với nhiều trang bị hiện đại. Chiếc SUV này nổi bật với màn hình giải trí cảm ứng trung tâm 10 in, nằm trên bảng táp lô thiết kế hướng tới người lái, cùng với dài cửa gió phía trên kéo dài giúp không gian bên trong trở nên thoáng đãng và rộng rãi hơn. Vô lăng là loại ba chấu dạng đê cắt, bọc da, tích hợp các nút điều khiển tiện lợi. Bảng đồng hồ kỹ thuật số bao gồm hai cụm đồng hồ dạng ống được mạ viền chrome sang trọng và một màn hình TFT LCD đa sắc. Hệ thống giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cho phép người dùng dễ dàng kết nối và điều khiển điện thoại thông minh. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống điều hòa tự động, dàn âm thanh 6 loa, chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động xe. Về cấu tạo ghế ngồi, XL7 sử dụng chất liệu kết hợp giữa da và nỉ cao cấp, tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Ghế lái có thể chỉnh cơ với bệ tỉ tay, trong khi hàng ghế thứ hai có khả năng trượt lên xuống tới 240 mm. Suzuki XL7 2021 được trang bị động cơ 1.5 L cho công suất tối đa 103 mã lực kết hợp với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước.